Sau trận đại xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm qua mình lên anh em Gia Yên Rim anh em ơi, thì rất là nhiều anh em đã đặt mua, nhưng mà nhiều anh em hỏi là cái này thì bây giờ anh em lấy 100 bộ thì có không. Thì mình nói thẳng với anh em là nếu anh em muốn có thì anh em phải đợi nha, còn khoảng 30 cái thì ở nhà có sẵn. Còn nếu mà anh em lấy khoảng 200-300 cái thì anh em phải đợi, tại vì cái này là bên Thái họ bán cái da với lại cái mút với lại cái đế riêng anh em, thì cho nên là nó sẽ còn dư cái da ra. Cái này da này là cái da bấm, thì trong cái rim Thái nè, cho nên anh em nhìn là nó sẽ có cái dấu bấm nè. Đó, đây thấy chưa, nó có cái dấu bấm rồi nha. Đó, thì cái này không ảnh hưởng gì hết tại vì chưa sử dụng nha. Còn anh em bấm vô là sử dụng bình thường, không có phải bị lo. Thì cái da yên là da yên rim Thái, hàng mẫu mới anh em ạ. Da loại mới là nó sẽ là dạng sần. Đấy, anh em thấy không, nó sần lên như thế này này. Và ở phía sau của nó là full lót 100% luôn. Full lót từ đầu tới cuối luôn. Đấy, anh em thấy chưa, nó từ trên xuống dưới luôn, rất là đã nha. Thì một cái miếng da như vậy á, mình bán thanh lý cho anh em thôi, tại vì cái này là bên mình không có nhiều, mà ông anh mình đậu gửi về thì nói chung vừa cho vừa tặng thì mình cũng đem lên bán rẻ cho anh em thôi. Chứ nó hàng miếng da này ở Việt Nam mình ai bán giá 65.000 miếng anh em. Nhưng mà với bên Đạt thì một miếng như vậy bán chỉ có 65.000 một miếng thôi. Thì anh em nào cần thì anh em vui lòng liên hệ nha anh em nha. 65.000 một miếng full lót ở phía trong này. Thì cái lót này để làm gì? Cái lót này thứ nhất là để cho anh em ngồi á, lâu ngày cái yên da nó không bị giãn ra. Thứ hai là ngồi nó êm nên nha. Đấy, ngồi nó êm, không có cái lót này là ngồi anh em ngồi thì y như là anh em ngồi thẳng xuống cái mút luôn, nó không có cái lớp da này để lót lại, và có miếng lót phía bên trong này rất là xịn sò luôn anh em ha. Thế anh em nào cần thì liên hệ với mình nha. Đấy, da full lót cho anh em, và da này rất là dày nha, da này cực kỳ dày luôn, cho nên là anh em yên tâm lên xe anh em sử dụng cực đẹp. Ở phía sau này vẫn có hai dòng chữ Honda cho anh em, và chữ này là chữ của da yên jean, cho nên là anh em nhìn cái dòng chữ sắc nét khác hẳn những cái dòng chữ mà ở bên ngoài người ta hay bán cái dòng da trôi nổi với cái dòng da mà nó không có lót nha, da đẻo á. Còn da này da xịn, cho nên là anh em yên tâm lên xe cực kỳ êm luôn. Và nói thẳng với anh em là anh em nào cầm cái miếng da này trên tay thì anh em mới biết được giá 65.000 nó đáng từng đồng xu bát gạo luôn nha. Thì anh em nào cần liên hệ mình nha, còn anh em nào lấy sỉ thì cứ đặt bên mình sẽ hỗ trợ nhập cho anh em luôn, giá cực kỳ tốt luôn. Anh em nào lấy trên 5 miếng giá có 60.000 miếng thôi, còn anh em nào lấy từ 4 miếng trở xuống thì giá là 65.000 một miếng nha. Nói chung giá 65.000 mà anh em kiếm được miếng da yên như vậy thì mình khẳng định với anh em không bao giờ có nha. Anh em nào mà đi bọc yên anh em biết rồi, cái miếng da ở ngoài tiệm người ta bán rồi, một cái miếng da mỏng lét luôn mà họ đã bán khoảng 100.000 một miếng rồi, thêm tiền bấm nữa khoảng 20, nó 120, 130. Mà giờ anh em mua miếng da này có 65.000 mà da này da full lót nha anh em nha, da có lót ở trong luôn. Và anh em cứ không tin anh em ra tiệm anh em coi những cái miếng mà 50-70.000 không bao giờ có lót ở trong nha. Thật sự với anh em là như vậy. Em nào cần liên hệ với Đạt. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.